Và do đó ta dễ dàng trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa. Đó là hiệu điện thế ở hai đầu của máy phát điện thay đổi như thế nào khi cuộn dây quay càng nhanh? Rất đơn giản, rất đơn giản. Câu trả lời hoàn toàn chúng ta vừa quan sát thấy đó là gì? Hiệu điện thế ở hai đầu máy phát điện càng lớn khi cuộn dây quay càng nhanh. Đây, càng lớn thì càng nhanh. Còn tất nhiên ngược lại là càng nhỏ nếu quay càng càng chậm. Càng chậm. Ok không? Càng lớn quay càng nhanh. Bây giờ ta sẽ cùng nhau quan sát xem là nếu bây giờ ta tiến hành đổi chiều quay của cuộn dây, lúc nãy thầy quay theo cùng chiều kim đồng hồ như thế này, bây giờ ta quay ngược lại xem điều gì xảy ra. Nào, chúng ta cùng quan sát. Các con sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta sẽ quan sát ngay sau đây. Rồi, quay ngược rồi, quay chậm rồi, đèn sáng rồi. Ok. Và hiệu điện thế vẫn chỉ 2V. Vẫn chỉ 2V. Bây giờ quay nhanh lên thì đèn sẽ sáng hơn. Đèn sẽ sáng hơn. Nhưng thầy không quay nhanh. Trên slide này không biểu diễn tiết mục quay nhanh. Thầy nhắc lại, kết luận ở phần này, các con thử quay nhanh lên thì đèn sẽ sáng hơn và hiệu điện thế nó sẽ tăng lên một giá trị nào đó, có thể là 4V hoặc hơn hoặc ít hơn tùy theo con quay nhanh hay quay chậm.